Phải biết đây là sự tùy hỷ hồi hướng phi pháp, tâm tùy hỷ hồi hướng phi pháp chẳng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi. Khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, như căn lành công đức mà tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương thế giới, như thật thông suốt có pháp như vậy, có thể dựa vào pháp này để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Này ta cũng nên dựa vào pháp như vậy để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh, do đây chắc chắn sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Bấy giờ Thế Tôn khen thiện hiện, hay thay, nay ông mới có thể vì các đại Bồ Tát làm Phật sự lớn. Vì sao? Vì ông đã vì các đại Bồ Tát tuyên nói sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết rõ những căn lành vân vân, có tánh như vậy, có tướng như vậy, có pháp như vậy, và phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, xứng chân pháp giới, rốt ráo viên mãn, này chính ông mới có thể tuyên thuyết đúng như thật. Thiện hiện nên biết, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, phương tiện giáo hóa hữu tình trong hoàng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, đều làm cho họ an trụ mười thiện nghiệp đạo, thì sẽ được công đức. Đối với công đức ấy, các đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc làm họ trụ mười thiện nghiệp đạo, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, phương tiện giáo hóa hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình, đều làm cho họ an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm phép thần thông, thì sẽ được công đức. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc làm cho họ trụ bốn tịnh lự vân vân, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân, phương tiện giáo hóa hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình, đều làm cho họ an trụ quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác bồ đề, thì sẽ được công đức. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc khiến họ trụ quả dự lưu vân vân, giả sử hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình đã có công đức do thành tựu quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy gọi là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc đã có công đức do thành tựu quả dự lưu vân vân, giả sử hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới hữu tình khắp mười phương ở chỗ các bồ tát kia, mỗi mỗi đều đem y phục, thức ăn, nước uống, đồ nằm, thuốc men và vô số thứ nhạc cụ thượng hạng trải qua hằng hà sa số đại kiếp, dùng có sở đắc làm phương tiện, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào? Do nhân duyên này các hữu tình được phước nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, những phước này nếu có hình sắc thì hằng hà sa thế giới khắp mười phương không thể chứa hết được. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Đối với căn lành công đức chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân trụ Bồ Tát thừa phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, thì sẽ được công đức hơn trước rất nhiều, vô lượng vô số, tính đếm thí dụ không thể được. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì nên xứng pháp giới tối thắng không gì so sánh được. Các hữu tình đó đã được nhiều phước, vì dùng có sở đắc làm phương tiện, nên đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng này trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến muôn ước phần cũng không bằng một.
Bấy giờ, bốn đại thiên vương đều cùng với quyến thuộc hai vạn thiên tử đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính đồng thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, nên oai lực rộng lớn, xứng chân pháp giới, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói, vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Khi ấy trời Đế Thích cho đến vua trời Tha Hóa Tự Tại cùng quyến thuộc 10 vạn thiên tử đều mang các thứ quý đẹp của cõi trời, tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, nhiều ngọc quý lạ và tấu nhạc trời để dâng lên Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ sát chân Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, oai lực rộng lớn, xứng chân pháp giới, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói, vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Khi ấy trời Đại Phạm nói rộng cho đến trời Sắc Cứu Cánh đều cùng vô lượng trăm ngàn chúng trời đến trước Phật đảnh lễ chân ngài, chắp tay cung kính đồng thưa: Bạch Thế Tôn, thật hiếm có, bạch thiện thệ, thật kỳ lạ, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, nên oai lực rộng lớn, xứng chân pháp giới, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói, vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Hết quyển thứ 543.